Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm Di Trú và Cuộc Sống Mỹ. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu mà bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Chương trình ngày hôm nay là một chương trình khá là đặc biệt vì đó là chương trình chào mừng năm mới năm 2021. Mình gửi lời Happy New Year đến tất cả mọi người. Mến chúc tất cả mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Ok, thì chương trình hôm nay vẫn là một chương trình về di trú Mỹ. Đúng lý ra thì mình đã thực hiện chương trình này vào ngày hôm qua là ngày cuối năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020, nhưng mà vì mình phải chờ cái sắc lệnh ngày 31 tháng 12 ngày hôm qua là ngày kết thúc cái sắc lệnh của chính phủ Mỹ về việc ngừng cấp visa nhập cư, như các bạn cũng đã biết trong suốt thời gian vừa qua đó, thì đến tối ngày hôm qua ngày 31 tháng 12 thì Tổng thống Donald Trump vừa mới ký cái executive order ha, để quyết định về việc có gia hạn hay không cái sắc lệnh ngừng cấp visa nhập cư, cái sắc lệnh mà đã gia hạn một lần rồi đó các bạn. Cuối cùng Tổng thống Donald Trump quyết định là sẽ gia hạn thêm 3 tháng nữa cho cái sắc lệnh ngừng cấp visa nhập cư đối với một số diện di dân và một số diện không di dân. Ok các bạn, thì cái điều này nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân trong đó ha. Cái việc gia hạn visa nhập cư này, nó cũng gia hạn cái việc mà ngừng cấp visa nhập cư này, nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân trong đó, nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cái việc mà tình trạng thất nghiệp ha, tỷ lệ thất nghiệp của nước Mỹ vẫn còn rất là cao. Do đó thì Tổng thống Donald Trump nói riêng và chính phủ Mỹ nói chung vẫn muốn là dành cái công việc làm cho người dân Mỹ ha, dành những cái công việc làm hiện đang có cho người dân Mỹ, thay vì là để cho một số lượng người nhập cư ở nước ngoài vào Mỹ thì như vậy rất là nhiều và cái tỷ lệ thất nghiệp lại lên cao nữa. Do đó thì phải dành cái công việc làm cho người dân Mỹ. Cụ thể là trước tháng 3, nói chung là trước tháng 3 là trước cái đợt mà dịch bệnh corona bùng phát với các bạn, thì tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ chỉ có 3 chấm mấy% thôi, nhưng mà cho đến hiện nay thì tỷ lệ thất nghiệp đã là 6.7% và nó vẫn còn rất là cao như vậy, nó không có xuống gì hết. Và sắp tới đây á, thì không biết là cái việc mà chích vaccine, bây giờ thì vaccine đã bắt đầu chích cho rất là nhiều người ở Mỹ rồi các bạn, ưu tiên cho những người già trên 75 tuổi và y tá, bác sĩ ha, vân vân. Thì mặc dù cái việc chích vaccine này nó đã và đang thực hiện rồi, nhưng mà không biết là cái việc chích vaccine như vậy thì có làm ổn định tâm lý lại phần nào cho những người dân và họ sẽ ra ngoài đi làm ha, và ổn định lại cái công việc làm, và sau đó thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó giảm đi. Thì hy vọng là trong thời gian sắp tới tình trạng thất nghiệp nó sẽ giảm đi thì việc di trú Mỹ sẽ thông thoáng hơn, sẽ mở hơn cho tất cả mọi người. Còn hiện nay thì chính phủ Mỹ vẫn quyết định tiếp tục gia hạn cái việc mà ngừng cấp visa nhập cư đối với một số diện di dân và một số diện không di dân các bạn. Cụ thể là chúng ta sẽ gia hạn từ ngày 31 tháng 12 ngày hôm qua cho đến kết thúc ngày 31 tháng 3, tức là 90 ngày nữa, 3 tháng nữa đó các bạn. Thì mọi việc không nằm trong tầm tay của chúng ta nên chúng ta đành phải chấp nhận như vậy thôi. Ok, thì để cho một số bạn nào mà chưa có rõ lắm về cái sắc lệnh ngừng cấp visa nhập cư này thì mình nói lại một chút là tất cả các diện di dân
chỉ trừ diện vợ hoặc là chồng và con còn nhỏ ha của quốc tịch Mỹ là không có bị ảnh hưởng bởi cái sắc lệnh này. Tức là tất cả những cái diện F và cái diện IA5 đó các bạn, IA5 là cái diện mà con bảo lãnh cha mẹ đó, con có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ, thì tất cả các diện F và cộng với lại cái diện IA5 này sẽ bị tiếp tục ngừng cấp visa nhập cư vào Mỹ hết. Ok, thì chỉ trừ cái diện vợ hoặc là chồng và con còn nhỏ của quốc tịch Mỹ là không bị ảnh hưởng thôi. Hiện tại thì cái diện này vẫn tiếp tục phỏng vấn ở lãnh sự quán ở Sài Gòn ha các bạn. Ok, rồi có nhiều bạn sẽ tiếp tục thắc mắc là diện khai quanh có bị ảnh hưởng không? Thì diện khai quanh là diện finance, là diện hôn phu, hôn thê của quốc tịch Mỹ. Thì cũng giống như là cái sắc lệnh ngừng cấp visa lần trước ha, từ 22 tháng 4 cho đến 22 tháng 6, rồi từ 22 tháng 6 cho đến 31 tháng 12 ha. Thì cũng giống như cái đợt lần trước, mặc dù khai quanh không bị nói tới gì hết, không bị nói là cấm hay không cấm gì hết, nhưng mà khai quanh thì người ta không cấm nhưng mà người ta không cho đi phỏng vấn. Mãi cho đến mình nhớ coi coi hình như là tháng 10, 11 hay tháng 10 vừa rồi, sorry các bạn mình không có nhớ rõ lắm, thì khai quanh mới bắt đầu mở cho đi phỏng vấn. Nhưng mà có nhiều người khai quanh đã được đi phỏng vấn khẩn cấp đấy các bạn, thì đã được đi phỏng vấn rồi, còn phỏng vấn lại bình thường thì mình không biết là có nhiều người được đi phỏng vấn trở lại bình thường hay không thì mình không nắm rõ, sorry ha. Nói chung là khi mà các bạn được những cái diện mà bảo lãnh định cư á, thì các bạn đều bị ngưng hết, chỉ trừ diện vợ hoặc là chồng và con còn nhỏ của quốc tịch Mỹ thôi. Ok, rồi đó là di dân. Còn các diện không di dân thì đa số hình như là bị cấm hết các bạn. Chỉ có EB-5 là diện đầu tư vào Mỹ nè, rồi du học và du lịch là không có bị cấm thôi. Ok, nói về du lịch một chút xíu, tại vì có nhiều người cũng thắc mắc, tại vì bây giờ là các diện nó bị cấm hết thì người ta mới muốn là tạo một cái visa du lịch ha, ai cũng mong muốn đi du lịch qua Mỹ. Thì đó, thì mọi người đi phỏng vấn du lịch cũng rất là nhiều. Mình có được những cái thông tin là cứ khoảng một buổi sáng như vậy là khoảng cho là 100 người đi, mình giả dụ là 100 người đi phỏng vấn du lịch đi, thì chỉ có 1/10 là khoảng 10 người là được đậu thôi các bạn. Mình không hiểu là lý do gì, hoặc là họ không đáp ứng được cái rule của cái việc mà phỏng vấn du lịch đậu hay không đậu về, là có nghĩa là họ không đáp ứng được cái điều kiện đi thì họ bị rớt hay sao đó. Nhưng mà có nhiều người, người ta thống kê đó các bạn, người ta đếm thì người ta thấy là khoảng chỉ có 10% số người mà đi phỏng vấn du lịch trong cái đợt này thôi, mình không có nói là những cái lần trước hay như thế nào, trong cái đợt này thôi là khoảng 10% là họ được đậu cái visa du lịch thôi các bạn. Mặc dù là cái sắc lệnh không có cấm những cái diện này, nhưng mà du lịch vẫn rất là khó để đậu phỏng vấn ha. Đó, như các bạn cũng thấy là để đạt được một cái tấm visa vào Mỹ, cho dù là diện di dân hay là không di dân gì cũng rất là khó. Khó hồi trước đến giờ vẫn khó, và bây giờ càng tiếp tục khó hơn trong những cái đợt mà dịch bệnh này, rồi kinh tế giảm sút vân vân ha. Ok, rồi nói một cái diện EB-5 một chút xíu. Thì EB-5 ở Việt Nam của chúng ta, EB-5 đã vượt quá cái ngưỡng mà số người đăng ký đi đầu tư EB-5 đó các bạn. Mặc dù là cái giá mà để đi EB-5 không hề rẻ một chút nào, tính bạc triệu không à 900 ngàn một triệu, có khi là 1 triệu mấy ha, tùy theo là đầu tư ở đâu rồi đầu tư như thế nào ha. Nhưng mà EB-5 Việt Nam vẫn rất là cao, rất là nhiều người đi EB-5 như vậy thì cũng đáng mừng thôi. Điều đó có nghĩa là Việt Nam của chúng ta còn rất là nhiều người giàu có thì mới đi EB-5 được, đúng không? Thì cái diện EB-5 này, như người ta thống kê thì Việt Nam chỉ đứng sau China, đứng sau Trung Quốc thôi. Tức là Trung Quốc là nước đi EB-5 nhiều nhất, sau đó đứng thứ hai là Việt Nam.
Nói chung là chúc mừng Việt Nam, tại vì có nhiều người có khả năng tài chính cao thì mới đi được diện EB-5 này. Ok, rồi một diện không di dân nữa đó là diện du học, thì các du học sinh vẫn tiếp tục được cấp visa đi du học trong đợt này, không có bị ngưng gì hết. Nhưng mà các bạn hình như là phải đăng ký học trên trường đó các bạn, chứ không phải học online toàn phần được. Nếu mà các bạn học online toàn phần thì người ta hình như là không cho các bạn đi đi du học, tại vì các bạn học online toàn phần thì cái việc các bạn học ở đâu thì cũng vậy thôi ha. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn xin visa đi du học á, thì các bạn phải đăng ký những cái lớp học bình thường ha. Có thể là một số cái buổi học online nào đó thôi, chứ còn không có đăng ký học online 100%. Rồi, đó là cái thông tin đầu tiên là mình nói về cái sắc lệnh ngừng cấp visa nhập cư vào Mỹ sẽ tiếp tục gia hạn từ ngày 31 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 3. À, có một cái chỗ này tuy rằng nó dễ và nó cũng khá là dễ hiểu, nhưng mà có nhiều bạn vẫn thắc mắc. Đó là việc ngừng cấp visa nhập cư như vậy thì những người mà đang ở trong nước Mỹ rồi, họ có được bảo lãnh hay không, được mở hồ sơ bảo lãnh hay không? À, mình ví dụ như là một du học sinh đi, một du học sinh đang học ở Mỹ và bây giờ quen một người bạn trai bạn gái gì đó ha, người ta là thường trú nhân, thì cái người du học sinh này có được yêu cầu là bạn trai bạn gái của mình mở cái hồ sơ F2A để bảo lãnh họ ngay trong nước Mỹ hay không? Thì xin thưa rằng là được, tại vì luật sắc lệnh là ngừng cấp visa nhập cư vào Mỹ, còn họ đã ở trong nước Mỹ rồi thì không bị ảnh hưởng gì hết ha. Tất cả các cái diện mà đã ở trong nước Mỹ rồi thì không bị ảnh hưởng. Các bạn lưu ý chỗ này nha. Rồi, thông qua cái chương trình này thì mình nói sơ về cái lịch visa Bulletin tháng 1 năm 2021 một chút xíu. Thì lịch visa Bulletin này nó đã có cách đây mấy tuần rồi các bạn, nó không có mới mẻ gì hết, nhưng mà cũng có thể là rất nhiều bạn còn chưa biết, nên mình nói sơ lại một chút xíu. Đó là tất cả các diện F1, F2A, F2B đều không có tăng một ngày nào hết. Suốt từ hồi tháng 9 luôn, 9, 10, 11, 12 là 4 tháng liên tiếp thì những cái diện F1, F2A, F2B này không có tăng một ngày nào hết. Chỉ có F3 và F4 là tăng thôi, tăng một chút xíu ha. Diện F3 thì là tăng 23 ngày và diện F4 là tăng 16 ngày. Đó là cái lịch mà visa tới, lịch phỏng vấn đó các bạn. Còn lịch hoàn tất hồ sơ thì cũng vẫn y nguyên như vậy. Nhưng mà trong những cái diện mà không có tăng thì cái diện F2A là diện thường trú nhân, bảo lãnh vợ hoặc là chồng và con còn nhỏ đó. Thì diện F2A này nó vẫn đang tiếp tục current ha, nó đang current, nó không phải chờ visa trong cái này nữa, nó đang current. Thì những người nào bảo lãnh diện F2A vẫn làm bình thường. Ok, rồi mình cũng có nói một chút xíu trong video này về vấn đề bổ sung hồ sơ khi mà các bạn xin khi mà các bạn phỏng vấn và người ta cấp cho các bạn một tờ giấy xanh để yêu cầu các bạn bổ sung hồ sơ đó. Thì suốt trong từ tháng 3 đến giờ suốt từ tháng 3 đến giờ, những cái người mà bổ sung hồ sơ giấy xanh á là họ không có bổ sung được các bạn. Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn họ không có cho bổ sung hồ sơ, thì có lẽ là họ chờ cái sắc lệnh này hết ha, cái sắc lệnh ngừng cấp visa này hết thì họ sẽ tiếp tục làm việc lại cái việc mà bổ sung hồ sơ rồi cấp visa cho người ta đi đó các bạn. Nhưng mà bây giờ thì lại gia hạn tiếp 3 tháng nữa cho cái sắc lệnh ngừng cấp visa này, do đó thì cái việc bổ sung hồ sơ, bổ sung để được cấp visa đi Mỹ đó, thì mình nghĩ họ vẫn tiếp tục ngưng lại như vậy, và có thể là đến sau 31 tháng 3 thì mọi người mới được quyền bổ sung hồ sơ để được cấp visa đi Mỹ. Ok, thì chương trình ngày hôm nay mình chỉ nói ngắn gọn với các bạn một chút xíu như vậy thôi. Chủ yếu là thông tin đến các bạn. Một thông tin mà các bạn vẫn rất là mong mỏi đó là cái việc mà sắc lệnh ngừng cấp visa nhập cư có tiếp tục gia hạn hay không. Thì
Không có gì là vui vẻ cho lắm, là nó đã phải gia hạn thêm 3 tháng nữa. Nhưng mà mình nghĩ rằng 3 tháng trôi qua cũng nhanh thôi. Các bạn chúng ta cứ cố gắng, hy vọng chờ đợi ha. Tất cả rồi chúng ta sẽ được cấp visa đi Mỹ như chúng ta mong muốn, nếu mà chúng ta hội đủ các điều kiện vào Mỹ. Ok các bạn, một lần nữa Happy New Year các bạn. Chúc mừng ngày đầu năm mới năm 2021. Mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành. Mình dừng chương trình ở đây nha.